sự thì cá nhân em thì em hiện tại bây giờ thì em chỉ muốn tập trung vào những cái gì trước mắt của mình, và mình chỉ muốn là tập trung cống hiến cho câu lạc bộ. Còn những cái vấn đề đó thì sự đấy là vẫn còn ở tương lai trước mắt. Chắc là em sẽ phải suy nghĩ thật là kỹ lưỡng. Em cảm thấy bản thân mình vẫn còn thiếu rất là nhiều thứ mà mình sẽ phải bổ sung và tập luyện trong thời gian tới để có thể hoàn thiện bản thân sớm hơn nữa, để cố gắng cống hiến cho câu lạc bộ cũng như là đội tuyển quốc gia.